Hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn đề nghị Hậu Giang tiếp tục quán triệt đầy đủ các tài liệu, văn bản, quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã về công tác bầu cử. Quan tâm tình hình an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn các hành động chống phá trên mạng xã hội, chủ động nắm tình hình, ngăn chặn âm mưu, phá hoại có tổ chức, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn trọng điểm, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, cơ quan y tế chủ động phòng chống và xây dựng phương án ứng phó với dịch COVID-19. Các cấp các ngành phải phối hợp đồng bộ, phân công công việc trách nhiệm rõ ràng cụ thể, bảo đảm bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân. Tại Hậu Giang, việc thành lập các tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xong đúng theo thời gian, thành phần và số lượng quy định. Thưa quý vị, Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ đầu tiên Việt Nam có nữ chủ tịch Quốc hội và 26,7% đại biểu là nữ. Theo báo cáo phát triển con người năm 2020 của UNDP, Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội. Nghiên cứu này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của nữ đại biểu Quốc hội trong sự phát triển của Việt Nam giai đoạn 2016-2021. Với tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội tính tới thời điểm này đạt 70,59%, Thái Nguyên đang là tỉnh đứng đầu về tỷ lệ nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội trong 7 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc. Để đạt được điều này, thời gian qua, công tác quy hoạch bồi dưỡng cho cán bộ nữ luôn được cấp ủy chính quyền và các ban ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số luôn được Đảng bộ của tỉnh Thái Nguyên rất là quan tâm, và vai trò của người phụ nữ trong công tác dân cử, trong công tác các hoạt động khác rất là quan trọng. Và vì vậy chúng tôi đã ngay từ đầu trong cái việc chỉ đạo và bồi dưỡng rồi là phát hiện những cái cán bộ mà có cái năng lực, có phẩm chất. Được giới thiệu ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa 15, chị Lan Anh, giảng viên khoa nông lâm xây dựng của Cao đẳng Lào Cai hy vọng rằng có thể đóng góp tiếng nói về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, đồng thời thúc đẩy an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số. Các cái lĩnh vực mà tôi rất là mong muốn được quan tâm do lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhân lực tại chỗ để cho những người mà vùng sâu vùng xa, rồi là nhân lực tại địa phương có thể tâm huyết, yên tâm công tác để đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Có thể khẳng định, sau 10 năm thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, lần đầu tiên phụ nữ đã tham gia một số vị trí quan trọng trong các cơ quan đảng, nhà nước, cơ quan lập pháp. Đặc biệt, Quốc hội khóa 14 là nhiệm kỳ đầu tiên Việt Nam có nữ chủ tịch Quốc hội với 26,7% đại biểu là nữ. Và theo báo cáo phát triển con người năm 2020 của UNDP, Việt Nam đứng thứ 65 trên 162 quốc gia và nằm trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội. Giới nữ hiện nay thì cũng được tham gia vào các cái vấn đề về các cái lĩnh vực như là chính trị, kinh tế xã hội để tạo cho nữ có được cái tiếng nói của đại biểu nữ. Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đấy ban hành cách đây là cũng 10 năm rồi, nhưng mà cũng thấy là có vẫn giữ nguyên được cái giá trị, và trong đấy cũng đánh giá rất là cao cái vai trò phụ nữ, cũng như là quy định những các cái quy định về những cái chủ trương về tạo cái cơ hội và điều kiện để cho phụ nữ tiến bộ, nhất là trong cái lĩnh vực chính trị. Dù còn nhiều thách thức, song tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội chính là minh chứng sống động nhất cho tiến trình bình đẳng giới tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc trao quyền cho phụ nữ trước cộng đồng quốc tế và khu vực. Vào sáng 23 tháng 4, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 diễn ra tại trụ sở chính phủ và 63 điểm cầu trên toàn quốc. Phát biểu tại điểm cầu trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo đề án 896 đánh giá cao những đóng góp của các bộ ngành địa phương trong triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, gọi tắt là đề án 896.
các nhiệm vụ của đề án đến nay đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, chỉ rõ năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng là năm tiếp tục đưa đề án 896 vào thực tiễn để hướng tới xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương thực hiện tốt một số trọng điểm. Trong đó, Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan. Cũng trong ngày 23 tháng 4 tại Sóc Trăng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã có buổi làm việc với địa phương về định hướng quy hoạch của tỉnh và khảo sát một số dự án trọng điểm trên địa bàn. Báo cáo với đoàn công tác về tình hình đầu tư công, định hướng lập quy hoạch của tỉnh và kiến nghị một số khó khăn vướng mắc trong thời gian qua. Tỉnh Sóc Trăng cũng đề xuất Trung ương quan tâm hỗ trợ tỉnh đầu tư tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây, kết nối vùng, quan tâm hỗ trợ đầu tư 6 hồ chứa nước ngọt quanh thành phố Sóc Trăng, sớm trình chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng và tham mưu chính phủ thông qua quy hoạch cảng nước sâu, cầu Đại Ngãi và một số hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những ý kiến và thống nhất cao với tỉnh trong việc đầu tư những công trình, dự án mà địa phương dự định trong quy hoạch đầu tư trong tương lai. Thời gian tới, tỉnh cần quan tâm đến các nguồn thu ngân sách, công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tình hình biến đổi khí hậu, có tầm nhìn xa hơn trong việc phát triển hạ tầng. Chuyển sang các thông tin liên quan tới tình hình COVID-19. Bản tin chiều 23 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có 6 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh đã cách ly tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Việt Nam hiện có 2.830 bệnh nhân, trong đó 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 là 35 ca. Đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 39.191 trường hợp. Cả thế giới có hơn 145 triệu ca mắc. Cụ thể, trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 168.251 ca, tử vong tăng 4.736 ca. Thưa quý vị, vào sáng nay 23 tháng 4, làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 lưu ý, thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác kiểm soát người nhập cảnh và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép để bảo đảm hiệu quả phòng chống. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Có nhiều sáng kiến phòng chống dịch hiệu quả đã được nhân rộng trong cả nước. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch, đặc biệt với địa bàn trung tâm là điểm đến đầu mối giao lưu giao thương hàng đầu, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập thành phố Hồ Chí Minh luôn hiện hữu. Do vậy, thành phố cần siết chặt kiểm soát người nhập cảnh, tăng cường kiểm soát khu vực cửa khẩu, cảnh giác cao hơn tại cộng đồng. Những trường hợp nhập cảnh trái phép cần xử lý hình sự, nếu không sẽ để ảnh hưởng đến nhân dân. Phó Thủ tướng cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục thực hiện thông điệp 5K một cách triệt để, nhất là trong các dịp lễ hội sắp tới. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến sáng 23 tháng 4, thành phố đã có 69 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Thành phố đã tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 11.561 nhân viên y tế của 83 cơ sở y tế. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức tiếp nhận số tiền hơn 200 tỷ đồng là kinh phí mua vaccine phòng chống dịch COVID-19. Và đây là số tiền do các đơn vị, cá nhân, người dân thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ nhằm chung tay cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 của thành phố và của cả nước. Tính đến ngày 23 tháng 4, đợt vận động nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phát động đã nhận được sự ủng hộ lên tới 200 tỷ và 11 triệu đồng. Số tiền được đóng góp bởi nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với mong muốn góp sức mình cho cuộc chiến chống COVID-19, góp phần giảm áp lực và chia sẻ với ngân sách nhà nước. Chúng tôi cũng hết sức là thấy xúc động bởi vì là trong tình hình khó khăn này, nhưng mà cái sự chung tay góp sức của người dân càng lúc càng chặt chẽ hơn bao giờ hết. Và mình thấy là tấm lòng nghĩa tình của người dân thành phố luôn luôn được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc và đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ phối hợp Sở Y tế triển khai kịp thời, đảm bảo công khai minh bạch trong sử dụng nguồn kinh phí mua vaccine và tiến hành tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Đến nay, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 11.561 nhân viên y tế, đồng thời tiếp nhận 58.200 liều vaccine đợt 2 để tiêm cho nhân viên y tế, nhân viên làm việc tiếp xúc với các chuyến bay quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Thưa quý vị, sau 3 năm thực hiện thí điểm thì đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng ở một số trường trung học cơ sở tại Hà Nội sẽ tạm dừng. Ngay sau khi thông tin này đưa ra thì đã nhận được sự quan tâm của xã hội, trong đó có không ít học sinh và phụ huynh lo lắng. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn. Là lứa đầu tiên của chương trình thí điểm học song bằng bậc trung học cơ sở, Minh Ngọc nhận thấy nhiều điểm khác biệt khi theo học chương trình này. Sau 3 năm, không chỉ thu nhận được kiến thức cơ bản các môn học mà khả năng ngoại ngữ hay tự học của Ngọc cũng tốt hơn rất nhiều. Biết song song ở hai ngôn ngữ thì mình có thể tiếp cận được với nhiều nguồn kiến thức nó đa dạng hơn, nhất là nguồn của nước ngoài ạ. Chương trình đào tạo song bằng được Hà Nội thí điểm tại 7 trường trung học cơ sở, đến nay hiệu quả mang lại khá tốt. Chính vì vậy thông tin năm học 2021-2022 sẽ dừng tuyển sinh hệ này khiến nhiều học sinh và phụ huynh lo lắng, nhất là hướng đi vào cho các em ở bậc trung học phổ thông khi kết thúc cấp học cơ sở. Cái mong muốn lớn nhất của phụ huynh là có được một cái thông tin nó cụ thể, một cái lộ trình nó rõ ràng để phụ huynh cũng có cái sự chủ động trong các cái kế hoạch cho con em mình. Việc dừng đào tạo chương trình song bằng khiến nhiều phụ huynh bất ngờ, bởi lẽ cách đây một tuần, trong hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vẫn đề cập đến nội dung hướng dẫn về công tác tuyển sinh và chương trình song bằng. Nhiều ý kiến băn khoăn liệu điều này có liên quan đến thông tin chương trình này có những sai phạm đang được điều tra. Là không phải vì cái việc đó mà dừng công tác tuyển sinh, mà đây là dừng theo đề án. Là đề án đến thời điểm năm học 2021-2022, thì tiếp tục dạy ở lớp 7, lớp 8, lớp 9 và không tuyển sinh lớp 6. Đấy. Và sẽ đánh giá toàn bộ đề án sau khi kết thúc năm học 2023. Đồng tình phải có đánh giá sau khi thí điểm. Tuy nhiên, mong muốn của các trường chương trình đào tạo song bằng ở bậc trung học cơ sở sẽ sớm được công nhận chính thức để mở rộng mô hình này. Bởi nó không chỉ tác động đến học sinh mà cả nhận thức của giáo viên và nhà quản lý. Không chỉ là tốt cho nhóm học sinh tham gia, những thầy cô tham gia, mà nó còn mang tính đột phá, nó còn là một cái mô hình để chúng tôi có thể nhân rộng cái quan điểm giáo dục của Cambridge. Nó cũng gần tương đồng với cái quan điểm giáo dục trong cái chương trình đổi mới. Vốn được coi là chất lượng ngoại nhưng học phí nội, nên cuộc chạy đua của phụ huynh cho con vào học hệ song bằng là rất lớn. Còn với các trường, việc được công nhận đủ điều kiện để dạy theo chương trình này cũng đòi hỏi quá trình chuẩn bị rất cao về cả vật chất và đội ngũ. Chính vì thế, để tránh tâm lý lo lắng, hoang mang cho cả phụ huynh và các trường, thì những quyết sách có liên quan đến lộ trình phải được thông tin sớm. Chuyển sang một số thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Chiều nay 23 tháng 4, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Bộ Công Thương và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục với phần xét hỏi. Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa về việc giao đất cho Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco, bị cáo Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương cho biết, sau khi Bộ Công Thương ban hành công văn 6427, Bộ không nhận được báo cáo về bất cứ hợp đồng nào, cả hợp đồng nguyên tắc lẫn hợp đồng hợp tác đầu tư. Bị cáo chỉ biết về hai hợp đồng này khi làm việc với cơ quan điều tra. Về lộ trình thoái vốn của Sapeco khỏi Sapeco Beer, bị cáo Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương khai, Bộ Công Thương có nhận được công văn của các nhà đầu tư xin thoái vốn, nhưng Bộ không trực tiếp trả lời do các nhà đầu tư không đại diện cho Sapeco, nên Bộ chuyển cho Vụ Công nghiệp nhẹ để vụ này hỏi ý kiến Bộ phận Quản lý vốn nhà nước tại Sapeco. Sau khi có ý kiến của Hội đồng Quản trị, Sapeco đã đề nghị Bộ Công Thương cho phép thoái vốn. Do đó, bị cáo Hoàng đã đồng ý về chủ trương, có hướng dẫn trình tự thủ tục, bao gồm xây dựng phương án thoái vốn đảm bảo lợi ích của nhà nước. Sáng mai, phiên tòa chuyển sang phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Thưa quý vị, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép hoạt động rầm rộ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây. Và điều đáng nói là các đối tượng không chỉ tổ chức đua xe ở khu vực giáp danh quốc lộ 1 như trước đây, mà hiện nay thì cũng đã ngang nhiên chặn xe để đua xe trên cao tốc, khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Vâng, có lẽ để xử lý dứt điểm nạn đua xe trái phép thì cần phải chế tài xử phạt thật nặng, đủ sức gian đe, tránh những hậu quả khôn lường về sau. Kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về thực trạng này.
Đây là một trong những đoạn đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nơi mà các đối tượng đã chặn đường để tổ chức đua xe trái phép vào rạng sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua. Hàng trăm quái xế liên tục nẹt bô inh ỏi, so kè tốc độ và chỉ giải tán khi cảnh sát giao thông xuất hiện. Vụ việc đã khiến cho dư luận bức xúc vì tính liều lĩnh, xem thường pháp luật của các đối tượng trên. Ngày 17 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép đối với hành vi của nhóm đối tượng trên. Phòng cảnh sát giao thông đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để khai thác thông tin từ đó và mời tất cả các đối tượng có liên quan tiếp tục xác minh để làm rõ vụ việc và đã xác định có dấu hiệu tội phạm tổ chức đua xe trái phép. Càng ngày, các đối tượng đua xe trái phép càng manh động hơn, không chỉ đua vào ban đêm, rạng sáng như trước, mà hiện nay chúng đã có thể tổ chức đua vào bất cứ khung giờ nào trong ngày. Các nhóm này thường thách thức đối thủ trên mạng xã hội, sử dụng các fanpage đua xe như diễn đàn để lôi kéo người tham gia, thậm chí quay lại clip để đưa lên mạng. Đua xe đang thực sự trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Nó rất là nguy hiểm cho người dân và những người đi tham gia giao thông xung quanh. Và em cũng mong muốn là nhà nước có một cái chế tài phạt nó nghiêm khắc vào để cho những cái tình trạng này không xảy ra nữa. Cái này là tình trạng rất là đáng lên án. Tại vì đi ở ngoài đường ban đêm thì nhiều khi là đường vắng mà các bạn lại đua xe như vậy rất là dễ gây tai nạn. Thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thường xuyên tuần tra kiểm soát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn từ đầu, bắt giữ các đối tượng có hành vi tổ chức tụ tập đua xe trái phép. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hầu hết các đối tượng đua xe khi bị bắt giữ chỉ bị lập biên bản ở mức phạt hành chính, tịch thu phương tiện. Chế tài hiện nay để xử lý hành vi này vẫn còn đang hạn chế, chưa đủ sức răn đe. Chúng ta cũng phải kịp thời xử lý, xử phạt nghiêm rất là nghiêm khắc đối với những cái vụ mà chúng ta đã khởi tố. Và một cái điều nữa là các địa phương cần phải, ví dụ những cái gì mà nó nóng, tình trạng gì mà nó nhức nhối thì cần phải có những cái tổ hoặc là đội, trong đội nó phải có những cái anh là am hiểu về công nghệ thông tin chẳng hạn, để mà anh biết được phát hiện kịp thời là những cái cuộc hẹn của những cái nhóm mà nó tổ chức chẳng hạn, để mình ngăn chặn kịp thời. Đua xe trái phép sẽ tiếp tục là vấn nạn, chừng nào chưa có quy định pháp luật mới để xử lý nghiêm hành vi này. Trước mắt, để hạn chế đua xe, ngoài biện pháp ngăn chặn, xử lý của cơ quan chức năng, cũng rất cần các gia đình, nhà trường thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở con em mình, nâng cao ý thức pháp luật giao thông, không tham gia cổ vũ hoặc đua xe trái phép, gây mất an ninh, an toàn cho xã hội. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh khối các cơ quan thành phố tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ nhân chứng lịch sử nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, những thế hệ trẻ hôm nay có cơ hội được gặp cựu chiến binh Lưu Văn Trường, chính ủy Lữ đoàn 166 Quân đoàn 4 tham gia chiến dịch Mậu Thân năm 1968, chính trị viên tiểu đoàn K-34 Trung đoàn 96 Đoàn 75 Biên Hòa, để hiểu rõ hơn về những tháng ngày ông nhận nhiệm vụ. Chiến dịch Hồ Chí Minh thì tôi làm phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Thế sau đó thì như vậy tức là trong chiến tranh ác liệt như thế, như là nhớ lời Bác Hồ, cho nên tôi đã truyền cảm lại được cho nhiều anh em cán bộ chiến sĩ của tôi. Cho nên những lúc ác liệt nhất thì họ vẫn thực hiện đúng như là lời Bác Hồ dạy. Và trong chiến đấu ác liệt, hy sinh thì còn đảng viên là còn phải lãnh đạo, còn cán bộ là còn chỉ huy, và phải chiến đấu đến người cuối cùng và đánh bắn đi viên đạn cuối cùng để giành chiến thắng, góp phần giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước. Mình rất là tự hào khi được nghe lại các trang sử hào hùng của dân tộc, và thấy rất là biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh để cho thế hệ trẻ hôm nay có được cuộc sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc như ngày hôm nay. Thì mỗi một năm tổ chức một chương trình. Chương trình năm nay là gặp mặt nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống của thanh niên nhằm hiểu được lịch sử của dân tộc ta. Cuộc gặp gỡ đầy xúc động của các thế hệ khi nhìn lại chặng đường 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 46 năm đã đi qua, kể từ chiến thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử,
những người lính Cụ Hồ năm xưa đã trở về với đời thường, nhưng vẫn chưa giây phút nào quên những đồng đội đã ngã xuống ngay trước giờ đất nước toàn thắng. Và họ luôn sống trong những ký ức đẹp một thời tuổi trẻ đánh giặc cứu nước, để hôm nay tiếp tục gìn giữ phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ.